Đây là cậu bé tí hon Đinh Văn Cờ Rề, người dân tộc Hơ Rê. Em mắc hội chứng Sickle, người lùn đầu chim hiếm gặp do hệ quả của hôn nhân cận huyết. Cách đây 5 năm thì trong một lần tới thôn Gò Gia vận động học trò đến trường, thầy Đặng Văn Cương, hiệu trưởng trường tiểu học bán chú Sơn Ba, khi đó đã có cơ duyên gặp em và quyết định là đưa Cờ Rề về trường để trực tiếp nuôi dạy. Từ đó thì thầy Cương và Cờ Rề đã viết nên câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp về tình thầy trò nơi dẻo cao Quảng Ngãi. Và chiều nay thầy Cương cho biết là Cờ Rề đã qua đời vì đột quỵ. Em ra đi nhưng mãi để lại hình ảnh đẹp về một cậu bé tí hon hay cười cùng tình thầy trò đẹp đẽ. Đây là những hình ảnh được ghi lại năm 2018. Khi ấy Đinh Văn Cờ Rề 10 tuổi, nặng 3,9 kg, cao 60 cm. Kể từ khi ra đời, cuộc sống của cậu bé Cờ Rề vô cùng chật vật, không biết nói, không thể giao tiếp với mọi người bình thường. Hàng ngày em tha thẩn một mình. Năm 2016, thầy Đặng Văn Cương, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học dân tộc bán chú Sơn Ba, quyết định đưa Đinh Văn Cờ Rề về trường. Cờ Rề được đi học bán chú và chỉ trở về nhà vào dịp cuối tuần. Từ đây, thầy Cương và cậu bé tí hon giống như người thân trong một gia đình. Vì là người đặc biệt nên là cái đồ dùng hoặc là mọi thứ là nó đều phải khác biệt. Về cái chế độ ăn của em đó thì đúng ra không có răng thì lại thích ăn cháo, mà đây đằng này em lại không chịu ăn cháo, lại thích ăn cơm. Muốn là ăn giống như các bạn ăn gì thì ăn đấy. Nhưng chỉ khác một cái rằng muốn cho em ăn được đấy thì phải cắt nhỏ nó ra để cho em dễ nhai. Trước khi đưa xuống đây thì em chỉ có một cái áo cầm vào một trong hai, tức là vừa làm áo vừa làm quần. Nhưng đến bây giờ thì em đã có áo, có quần và có cả đôi dép, đôi giày. Giường của thầy cũng là cùng giường của các thầy, hai cái trò giường của em mình tiện một cái là không cần phòng, được chăm sóc và giáo dục một số chức năng là nó có điều kiện.